quay trở lại với kênh YouTube của forex.com.vn. Các bạn thân mến, một thực tiễn cho thấy có rất nhiều hoạt động trading và hàng loạt các phương pháp được các trader áp dụng. Mỗi phương pháp lại có ưu và nhược điểm riêng. Nó phụ thuộc vào phong cách, tư duy, chiến lược riêng của từng trader. Ở trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các phương pháp giao dịch tốt nhất nhé. Điều thứ nhất là position trading. Được giao dịch trong các khung thời gian dài nhất, giao dịch thường kéo dài nhiều tháng hay nhiều năm. Các trader thực hiện giao dịch theo phương pháp này có thể kết hợp các phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định vào lệnh và thường dùng đồ thị với cấp 1 MN khi phân tích thị trường. Thông thường, biến động giá ngắn hạn sẽ bị bỏ qua và chỉ tập trung lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn. Phong cách giao dịch này gần giống với đầu tư nhất. Tuy nhiên, trong đầu tư thường chỉ liên quan đến các giao dịch dài hạn mà thôi. Các trader giao dịch position trading có thể sử dụng chiến lược giao dịch ngắn hạn và cả dài hạn. Điều thứ hai là swing trading. Là một hình thức giao dịch trong đó, các vị trí được giữ trong khoảng thời gian vài ngày hay vài tuần, bắt đầu từ những nhịp ngắn hạn trên thị trường. Nói chung thì trading dựa vào phân tích kỹ thuật và chuyển động giá để xác định các điểm ra vào có lợi nhuận và ít quan tâm đến các phân tích cơ bản. Các giao dịch sẽ thoát ra để đạt mục tiêu lợi nhuận từ giao dịch đã được xác lập từ trước đó, bởi vì swing trading diễn ra trong một khoảng thời gian vài ngày hay vài tuần, trung bình từ 1 đến 4 ngày. Kiểu giao dịch này không nhất thiết phải theo dõi liên tục. Và như vậy, các trader không thể theo dõi lệnh thường xuyên được, họ sẽ hướng đến các phương pháp trading phổ biến này. Điều thứ ba là day trading. Đề cập đến một kiểu giao dịch trong đó, lệnh vào và cắt ra trong cùng một ngày. Không giống như hai phương pháp trên, các trader không giữ bất kỳ lệnh nào qua đêm và tất cả các dịch đều đóng vào buổi cuối phiên hoặc đóng bất cứ lúc nào nó đạt được lợi nhuận mục tiêu trong ngày. Trader thường xuyên sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm và khai thác giá biến động trong ngày, xem các biểu đồ giá trong ngày dựa trên H1, M15. Bởi vì giao dịch được giữ trong khoảng thời gian vài chục phút đến vài giờ, sự biến động về giá lớn không phổ biến. Và vì vậy cho nên các nhà giao dịch thường xuyên dựa vào lợi nhuận nhỏ để tạo ra lợi nhuận. Day trading là công việc toàn thời gian kể từ khi vào lệnh, phải được theo dõi liên tục và trader cần nhận thức ngay để có bất kỳ sự gián đoạn nào về đường truyền hay công nghệ, chẳng hạn như mất kết nối internet hay sàn giao dịch gặp loạn. Điều thứ tư là scalp trading. Đây là hình thức giao dịch cực kỳ tích cực, liên quan đến việc mua và bán thường xuyên trong suốt phiên giao dịch. Các nhà đầu tư mạo hiểm nhằm vào mục tiêu biến động giá nhỏ nhất trong ngày và dựa vào lợi nhuận thường xuyên để tạo ra lợi nhuận. Mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng được sử dụng để quản lý các lệnh thường được giữ trong một khoảng thời gian dài, vài chục giây đến vài phút. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp giao dịch này rất nhiều rủi ro bởi vì nó đòi hỏi tỷ lệ chiến thắng rất cao trong tất cả các giao dịch. Với kiểu giao dịch này, việc trader cần đòi hỏi sự tập trung và quan sát màn hình liên tục trên thị trường. Mỗi trader cần xây dựng cho mình một phong cách hay phương pháp riêng, làm sao cho phù hợp với lối sống riêng của mình. Hơn nữa, cần phải thấu hiểu ưu, nhược điểm của từng phương pháp hay tính toán các rủi ro để sử dụng tối đa hóa lợi nhuận. Với 4 phương pháp nêu trên, hy vọng các trader sẽ có được sự lựa chọn cho mình một phương pháp phù hợp và mang lại hiệu quả cao. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.